Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, 11 gói thầu xây lắp lớn thuộc dự án cao tốc Cam lộ La Sơn đều đáp ứng tiến độ điều chỉnh được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận. Theo Ban quản lý dự án, đối với phần sản lượng đi chậm so với kế hoạch, các nhà thầu tăng cường huy động thiết bị, nhân lực làm tăng ca để bù khối lượng. Dự kiến các gói thầu đáp ứng tiến độ hoàn thành đã đăng ký. Cụ thể, 6 gói thầu XL1, XL2, XL3, XL4, XL10 và XL11 hoàn thành vào ngày 30 tháng 6 2022. 3 gói thầu XL5, XL6, XL9 hoàn thành vào ngày 30 tháng 8 2022. 2 gói thầu XL7, XL8 hoàn thành vào ngày 30 tháng 9 2022. Gói thầu XL3 xây lắp và khảo sát thiết kế bản vẽ thi công bao gồm các cầu, nhùng, khe mương, khe mỹ chánh, cầu vượt HL57, cầu vượt quốc lộ 15D, cầu số 1 có giá trị trúng thầu 667,729 tỷ đồng. Liên danh tổng công ty 319, công ty cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại 68 là nhà thầu thực hiện. Đây là gói thầu có giá trị trúng thầu lớn thứ 2 trong số 11 gói thầu xây lắp của dự án và cũng là một trong 6 gói thầu dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Để đảm bảo tiến độ gói thầu XL3, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phải điều chuyển khối lượng của đơn vị thầu phụ gồm 560m của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hoàng Nguyên và đường đầu cầu của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinh Khải cho nhà thầu chính là công ty cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại 68. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cắt chuyển 0,93 km thuộc gói thầu XL5 và một số đường dẫn thuộc gói thầu XL5, XL7 từ nhà thầu phụ cho nhà thầu chính thi công. Các công tác giải phóng mặt bằng đến nay cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, trong phạm vi đã giải phóng mặt bằng, còn một số điểm vướng mắc cục bộ, xô đổ gây khó khăn cho công tác thi công và một số phát sinh giải phóng mặt bằng do điều chỉnh xử lý kỹ thuật. Giá trị sản lượng thực hiện từ khi khởi công đến ngày 26 tháng 5 2022 đạt 4.931,67 tỷ đồng, tương ứng 86,66% giá trị xây lắp, chậm khoảng 1,45% so với kế hoạch, chủ yếu do thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến thi công bê tông nhựa.